chưa sát mọi người ơi. Mình sẽ thử khui ra xem nó như thế nào nha. Nó cũng có nước mà nước nó sắp sát, mình vừa mới khui ra luôn. Thì bên trong nó, nước của nó rất là dẻo, rất là đặc. Bây giờ mình sẽ đổ cái nước sát này ra chén ha. Dừa này là dừa đặc biệt, chỉ có ở Trà Vinh thôi. Nhìn cái diện mạo bên ngoài thì nó y chang chiếc dừa của mình thôi, hoàn toàn không có gì khác hết. Và cái độ to bằng trái dừa của mình, có trái thì còn to hơn nữa. Nhưng mà bên trong khi mà mình lấy ra thì cái cơm của nó nhìn vào thì rất là dày nè. Và nó có một cái lớp sáp bên trên này, nó không có giống như kiểu dừa non. Và cái nước mà bên trong của cái trái dừa thì là nó là nước dẻo như thế này nè. Các bạn thấy nè, nó kẹo lại chứ không phải là nó dẻo như kiểu bột đâu nha các bạn. Dẻo đặc biệt. Đây, cái lớp này nè, nó rất là dẻo, dễ cạo. Ở đây thì nó cứng nè, nhưng mà nó vẫn mềm hơn dừa mình ha. Ngon. Một trái thì người ta bán khoảng 170, 150, 170. Có trái 120, 130, mà tùy loại to nhỏ. Mình thấy nó có một đặc điểm như nè, một người thì ăn một trái này nó sẽ rất là ngán, cho nên là bốn người ăn một trái. Ai có mua thì mình chung tiền lại mua ha. Nó nhạt nhạt béo béo, cũng không có cái vị gì đặc biệt cả. Mình ăn cái lượng vừa phải thì giúp cho đẹp da nè, tăng cường chất béo, tốt cho trí não, rồi rất là nhiều cái công dụng khác. Mà nói chung là ăn một lượng vừa phải và ăn đều đặn mỗi ngày thì rất là tốt. Cơm rất là dày luôn. Trái này là trái to nhất nè, thì là cơm dày nhất. Sức khỏe.